Tập 2. Vị đương gia, thứ cho tôi mạo muội tôi không biết. Không sao. Được Trịnh huynh yêu mến, nếu tôi có một đứa con gái nữa, nhất định kết thông gia với Trịnh huynh. Chúc mừng vị đương gia. Thật không ngờ cậu là con trị quý của sơn chủ. Thật ra nên cảm ơn nâng đỡ của sơn chủ, coi trọng Ngao tử tôi đây. Ngao tử này vốn là cháu bên nhà vợ của tôi. Long Đàm Sơn là tổ nghiệp nhiều đời của nhà họ Lam chúng tôi, cũng không thể tặng cho người ngoài mà. Cũng phải, vì nên tạo một mối thân thêm thân. Đợi chút, chính binh, được, nhanh lên. Đứng xong hết rồi chứ, mọi người cười lên, nhìn ống kính. Các bạn, sẵn sàng. Mỉm cười. Chụp được rồi hả? Được rồi. Các bạn, tôi cảm thấy Điền Chính Minh nên chụp riêng với bạn Đàm Lam một bước. Đúng không? Đúng. Thôi thôi, nhanh lên. Giữ Đàm Lam lại. Không chụp riêng đâu, chúng ta cùng chụp đi. Nào, chúng ta tránh hết ra. Quay lại, có chụp thì cùng chụp. Tôi không chụp đâu, hai cậu chụp riêng đi. Phải không? Chụp riêng. Không được. Ba người cùng chụp. Được, được. Chuẩn bị. Giữ hô 1, 2, 3. Được. 1, 2, 3. Lam huynh, nhà họ Trịnh chúng tôi không có phúc kết thân với anh, nhưng tôi vẫn muốn chúng ta làm một mối thân thêm thân. Lời này có ý gì? Lam huynh, anh mất vợ nhiều năm, vẫn luôn cô đơn một mình có phải không? Tôi có ý mai mối cho anh. Sau đây, sơn chủ của chúng tôi là anh hùng cái thế, ông đừng qua loa, ghét với phụ nữ trăng hoa gì đó, làm hỏng thanh danh Long Đàm Sơn chúng tôi. Vị trại chủ nói đúng, phụ nữ trăng hoa sao xứng được với sơn chủ. Tuy tôi ở giang hồ, nhưng cũng không phải kẻ háo sắc. Hào hiệp cái thế như Lam Quỳnh, đám hoa phấn lè loẹt đó sao xứng được với anh. Người tôi may mối cho anh là sinh viên bên ngoài từ tỉnh thành tới. Anh nói tới sinh viên nữ lên núi cùng anh đó. Xem ra Lam Sơn chủ đã có ý với cô ta từ lâu.
Thiên Du. Người đã tới đủ rồi chứ? Thiên Du, gần đủ rồi. Lần diễu hành này của chúng ta rất quan trọng, nhất định phải thực hiện được, nghe thấy không? Nghe thấy rồi, tốt. Mọi người lấy tinh thần, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Thiên Du, Trịnh Thiên Du, Trịnh Thiên Du, Đàm Lam, Thiên Du, sao cậu về đây? Không phải cha cậu gả cậu cho người già giàu rồi sao? Chúng tôi đều tưởng cậu không tới nữa. Tôi không lấy chồng đâu, sao cậu lại về đây? Tôi không thích người đó. Vì cậu thế này là bỏ nhà đi sao? Tôi đã hủy hôn rồi. Cha tôi sợ quân phiệt nên đã mua 2 vé tàu ra nước ngoài, bảo tôi đi cùng ông ấy. Có lẽ hiện giờ đã lên tàu rồi. Nếu nói bỏ nhà đi cũng là ông ấy rời xa tổ quốc, không phải tôi. Vậy cậu định đi đâu? Tôi sẽ diễu hành với các cậu trước, sau đó tôi đi tìm Điền Chính Minh. Chính Minh, cha cậu ấy không cho cậu ấy quay lại, đúng thế, nên tôi mới phải đi tìm cậu ấy. Chính Minh đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời. Cậu ấy đã đồng ý với tôi, muốn cùng chúng ta tham gia cách mạng. Vậy tốt quá rồi, chào mừng quay lại. Nào, đây, Đàm Lam, được. Các bạn, cùng tôi đi diễu hành. Đi. Phản đối quân phiệt, thề chết đấu tranh, trả lại non sông. Các người làm gì vậy? Thả ra, thả ra, thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra. Đàm Lâm đã đảo quân phiệt, lùi về sau. Các người thả chúng tôi ra, đã đảo quân phiệt. Trịnh Huynh, tôi nghe Ngao Tự nói hình như cô ta là người của Điền Chính Minh, thiếu gia thủ ti của Điền gia trại đó. Đúng thế, lúc sinh viên đó nhảy dựng, tôi nghe thấy cô ta luôn miệng nói, cô ta nói cô ta phải đi tìm Điền Chính Minh của Điền gia trại. Nếu như vậy tôi lấy cô ta, không phải là giành người yêu của người khác sao? Long Đàm Sơn chúng tôi ân oán nhiều năm với Điền gia trại, nếu tôi thật sự lấy cô ta, không phải hận cũ lại thêm thù mới sao? Trịnh Huynh, không phải anh muốn hại tôi chứ? Anh nói gì vậy? Anh đường đường là chủ của sơn trại, sao lại nghe lời lúc nóng giận của con nhóc đó? Nếu tôi không biết chuyện trong này, tôi dám đề xuất hôn sự này với anh sao? Lời này là sao đây? Nói ra thì là hổ thẹn, cô ta là em gái của bà ba tôi, học mấy năm ở trong tỉnh. Thằng nhãi của nhà họ Điền đó không phải cũng học ở tỉnh mấy năm sao? Đã mê hoặc cô em vợ này của tôi. Lần này tôi tới tỉnh thăm con trai thứ tư của tôi, thuận tiện mang em vợ này về. Vậy nên cô ta ầm ĩ đòi gặp Điền Chính Minh. Trẻ con không hiểu chuyện vô si. Điền Chính Minh là người thế nào? Là con cháu tài phiệt, cậu ấm nhà giàu, không an toàn. Vậy nên tôi nói với cô ta, họ Điền người ta đã có vợ, vì có đi cùng lắm cũng là vợ bé. Cô ta không nghe, còn đòi sống đòi chết với tôi. Hóa ra là vậy. Tôi cũng đã cô đơn một mình nhiều năm. Nếu cô ta thật sự có thể gả cho tôi, vậy sẽ là áp trại phu nhân danh xứng với thực. Không sao chứ? Đây chính là một mối nhân duyên tốt đã được ông trời định sẵn. Vị Lam Mổ cung kính không bằng tuân mệnh. Sơn chủ, trong lòng sinh viên nữ đó có Điền Chính Minh, với lại Điền Chính Minh đó khủng khiếp. Ta đường đường Long Đàm Sơn, còn sợ Điền gia trại nhỏ nhoi đó của hắn sao? Tố Lam Sơn chủ bá khí, tiểu đệ kính thêm một bát. Lam Huynh, tôi còn một món quà lớn muốn tặng anh.
Lão Thất, anh ở đây làm gì? Anh Vũ bảo tôi trông chừng cô gái ở bên trong. Trông chừng? Chủ yếu là không yên tâm thằng nhóc đó. Ngao Tử bảo anh tới đúng không? Đám đàn ông các anh. À đó. Chúng tôi ủng hộ chủ nghĩa tam dân, phản đối hỗn chiến quân Việt. Vậy nên chúng tôi đi diễu hành. Sau này bị nhốt vào trong nhà lao. Tôi nào nghĩ tới Trịnh Bá đó, cũng không biết từ đâu biết được tôi là vợ sư cứ của Điền Chính Minh. Hắn mua chuộc cai ngục, bắt tôi từ trong nhà lao ra, cuối cùng bắt lên trên thuyền của hắn. Hắn còn muốn bắt nạt tôi. Hắn liên tục nói muốn dùng tôi để trừng phạt Điền Chính Minh, báo thù Điền gia trại. Cô có thể giúp tôi được không? Sơn chủ nói muốn lấy người phụ nữ Trịnh Bá mang tới đây làm áp trại phu dân. Xin phép. À đó, cô đi trong chừng cô ta. Dân đại tiểu thư, hai người về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn đại tiểu thư. Nhìn cái gì? Cảm ơn đại tiểu thư. Đi thì đi, anh đánh em làm gì? Anh Vũ, anh đi đâu? Chậm thôi anh Vũ. Anh muốn đi đâu? Anh Vũ, anh nghe tôi nói một câu. Anh Vũ, anh nói xem Trịnh Tam Thanh này có phải hung thủ giết Nhạc Gia không? Ai cũng nhìn ra được hắn là kẻ chết thai. Vậy vì sao ở Bạch Hổ Đường anh lại uống bát rượu đó? Vậy anh nói em tôi phải làm sao đi? Nếu tôi biết hắn với Lam Sĩ Nghi là một bọn, tôi cũng sẽ không dẫn theo mấy anh em các anh tới Long Đàm Sơn. Không ngờ Trịnh Bá với sư chủ còn là một bọn. Anh Vũ, nhưng tôi cảm thấy Long Tú đó khác với cha cô ta. Hôm qua nếu không có cô ta, mấy anh em chúng ta không thể bước ra khỏi Bạch Hổ Đường. Lâm đại ca, hiếm khi nghe được anh nói tốt gì tôi. Các anh ở đây nói xấu cha tôi, cẩn thận tôi đi mất. Nào, uống rượu với bổn tiểu thư, đón lấy. Lão gì? Lão gì? Đại ca, đại ca, mau cứu em. Cứu em. Đại ca, đại ca, Long Đàm Sơn này không phải nơi tốt, chúng ta rút thôi. Câm miệng.
giữ chặt dây cương, bọc lại vó ngựa. Dân, nhanh. Đồ ngu. Họ Trịnh, đừng. Ngao Tử, đừng quậy. Đùa thôi. Vị đương gia, cậu đúng là biết đùa. Đại ca, cây súng máy này là đồ phương Tây, đến Vũ Xương phủ cũng chỉ có mười mấy cây. Hôm nay cô Di Hòa kết thù tặng cho đại ca đấy. Thế này không ổn. Trịnh huynh vừa tặng súng vừa tặng người đẹp. Lam mổ nhận mà thấy hổ thẹn. Anh đừng nói vậy. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Bảo kiếm tặng anh hùng, son phấn tặng giai dân. Đại ca, tiểu đệ có câu này, không biết có nên nói hay không. Nói. Tôi cảm thấy ở trên Long Đàm Sơn này có anh hùng giống như Ngao Tử là đủ rồi. Vì sao anh phải giữ là kẻ từ ngoài tới làm vũ đó? Long Đàm Sơn cũng không dễ sống. Đường thủy Thanh Giang này có Điền Gia Trại và Trung Đoàn Cảnh bị canh giữ, đường bộ lại có Trịnh huynh canh giữ. Long Đàm Sơn chúng tôi muốn sống tốt cũng cần nhân thủ. Nhưng tôi cảm thấy làm vụ đó không đặt Sơn Đại Dương như anh trong mắt. Lâm Vũ này vốn là tân quân của Vũ Xương. Sau khi Vũ Xương bạo động, không biết sao hắn lại dẫn người trốn ra ngoài, lên Long Đàm Sơn. Lâm Vũ, tôi nghe ý của anh là anh muốn đi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn đi, tôi đi cùng anh. Đại tiểu thư, cô lại quậy phá gì vậy? Đại tiểu thư cái gì? Chẳng qua tôi là nữ thổ phỉ lưu lạc trên rừng núi. Một con nhóc quan sẽ bị người ta giết bất kỳ lúc nào. Ở Ân Thi, ai dám coi thường con gái của Lam Sĩ Nghi, Sơn chủ Long Đàm Sơn? Ông ấy từng coi tôi là con gái lúc nào? Thứ ông ấy muốn là con trai có thể tiếp quản Long Đàm Sơn. Vì nên, từ khi tôi ra đời, tôi chưa từng được ông ấy coi trọng. Hiện giờ tôi trưởng thành, vì để lôi kéo Ngao Tử đó, ông ta lại muốn gả tôi cho anh ta. Vậy tốt, tôi... Ngao Tử này võ công giỏi, lại trung thành với Sơn chủ, hơn nữa còn là vị đương gia của Long Đàm Sơn chúng ta. Không, tôi không thích anh ta. Tôi thích anh. Tôi cũng là thổ phỉ. Anh khác anh ta. Anh không phải thổ phỉ. Tôi thấy thế này, Sơn chủ là gì tốt cho đại tiểu thư, càng là gì nghĩ cho Long Đàm Sơn chúng ta, đúng không? Đại tiểu thư. Anh Vũ, tôi buồn tiểu, nhịn đi. Ông ấy là gì tốt cho bản thân, anh biết không? Hiện giờ ông ta còn muốn lấy hồ ly tinh Trịnh Bá mang lên núi. Cái gì? Sơn chủ muốn lấy cô ta? Vậy thì không được. Tôi đã hứa với người phụ nữ đó, phải đưa cô ta tới Điền Gia Trại. Đàn ông các anh không có ai tốt. Đi chết đi. Anh Dũng, đại tiểu thư không dễ chọc đâu. Tôi thấy cô ta thích anh thật đấy. Qua một bên.
Anh Vũ. Anh Vũ. Viên Bình, nơi này không thể ở lâu. Thông báo tất cả anh em tối nay xuống núi. Anh định cứu sinh viên người ngoài đó à? Nếu thực sự cứu cô ta, Long Đàm Sơn này các anh em thực sự không ở được nữa. Nếu tôi là người nói không giữ lời, mấy người các anh sau này còn gọi tôi là đại ca không? Tôi về sơn động cứu người, chút nữa chúng ta gặp. Sơn chủ, tôi đã đưa Trịnh Bá đó về nghỉ ngơi rồi. Phải tăng cường trông chừng ông ta, còn phải chú ý động tĩnh dưới núi. Ý của sơn chủ là miếng thịt mỡ lớn thế này, tôi có thể hẳn thả xuống núi sao? Hiểu rồi, sáng sớm mai tôi sẽ xuống núi, đến Trịnh Gia Trang lừa bọn họ 2.000 đồng đại dương, sau đó xử lý con tin. Sơn chủ quả đúng là cao minh. Lão đại nhà họ Trịnh Trang chết thành rắn mất đầu, việc nhà họ Trịnh dễ như trở bàn tay. Nhưng sơn chủ, không phải vài hôm nữa ngài sẽ lấy sinh viên nữ đó sao? Sinh viên nữ này là vợ chưa cưới của Điền Chính Bình đấy. Ngài lấy cô ta không phải kết quán sâu đậm với Điền gia trại sao? Đợi ta diệt được nhà họ Trịnh, còn sợ nhà họ Điền sao? Ta phải khiến hắn mất vợ, mất cả mình. Long Đàm Sơn ta phải là nhà duy nhất. Sơn chủ anh minh. Cha, cha thực sự muốn lấy sinh viên nữ đó làm vợ sao? Sao lại truyền tới tay con danh vậy? Long Tú, cha cố gắng hơn nửa đời người, cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi. Đợi cha làm xong hỷ sự này sẽ đến tổ chức cho hai đứa. Sau này chuyện lớn nhỏ trên Long Đàm Sơn này sẽ do hai con cai quản. Cha tới sau núi tìm nơi thanh tịnh dưỡng già. Đa tạ sơn chủ. Cảm ơn cái gì? Không thấy tôi và cha tôi bàn chuyện trong nhà sao? Đi đi. Đợi đã, ta muốn giữ Trịnh Bá ở lại trên núi thêm mấy ngày, để hắn đợi uống rượu mừng của ta. Còn phải đề phòng Lâm Vũ, đừng để hắn xử lý Trịnh Bá. Ngài yên tâm. Cha, cha làm vậy thiếu công bằng quá. Trịnh Bá là do Tam Đương Gia bắt lên núi. Theo sơn quy, Lâm Vũ có thể xử lý ông ta. Luận đạo nghĩa giang hồ, cha cũng đã đồng ý giúp anh ta báo thù. Long Tú, con cũng đã lớn rồi, trên giang hồ nào có quy tắc gì? Tục ngữ đã nói, kẻ có thương chính là cha, có sữa chính là mẹ. Đây chính là quy tắc lớn nhất. Nhưng làm thế này sẽ khiến anh ta chạnh lòng, không thể giữ anh ta lại. Cha biết Lâm Vũ vừa lên núi, con đã thích hắn rồi. Đúng là con thích anh ta. Con cảm thấy đàn ông nên như Lâm Vũ. Con à, gả con cho Ngao Tử là cha để con chịu ấm ức. Nhưng dù sao Ngao Tử là người mình. Lâm Vũ này, hắn chỉ muốn ở trên núi dừng chân tạm thời. Hắn không phải nhân vật ở lâu dưới trướng người khác, vậy cha còn nhận anh ta lên núi? Long Đàm Sơn muốn sinh tồn, cần phải có vài nhân vật lợi hại. Trên người Lâm Vũ này có sức mạnh mạnh mẽ, chỉ cần hắn không phạm sơn quy, cha không cần đuổi hắn đi. Vậy con gái lấy anh ta, không phải anh ta có thể ở lại rồi sao? Không được, con phải gả cho Ngao Tử. Tuy Ngao Tử ăn chơi cờ bạc, nhưng hắn sẽ không phản bội Long Đàm Sơn. Cha làm như vậy cũng là vì tốt cho Long Đàm Sơn. Cha chỉ lo cho bản thân, trong tim chưa từng nghĩ cho con gái. Con không lấy, cha cũng đừng mong lấy vợ. Tần Hổ, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 30. Đã lấy vợ chưa? Đại tiểu thư,
Cả ngày tối tối tôi làm việc trên núi, nào có thời gian lấy vợ. Vậy tôi giao cho anh một công việc tốt, anh có chịu không? Việc tốt. Đại tiểu thư, việc này được không? Anh không được sao? Vậy tôi đi tìm người khác vậy. Đại tiểu thư, được, tôi làm được. Nhưng cũng không ra khỏi cửa trại Long Đàm Sư được đâu. Được, đại tiểu thư, cô xem đi. À đó, Tần Hổ, tên khốn này, anh dọa tôi làm gì? Tới đây làm gì? Tiểu thư nói tối nay để tôi đích thân canh giữ. Tiểu thư nói anh đích thân canh giữ. Sao tôi lại không nhận được mệnh lệnh của đại tiểu thư? Anh nói lung tung phải không? Đây. Sao đại tiểu thư lại bảo anh tới đây? Có phải uống sai hồ đồ rồi không? Cô là thân tín của đại tiểu thư, lệnh bài này không phải là giả chứ. Nếu cô không tin, cô tự đi hỏi. Tôi nói cho anh biết, anh trông chừng cẩn thận, xảy ra chuyện lôi anh hỏi tội. Được. Anh là ai? Tôi tên Tần Hổ. Anh muốn làm gì? Đàn tiểu thư, không phải cô muốn tới Điền Gia Trại sao? Tôi có thể đưa cô đi. Là anh Vũ cử anh tới đưa tôi đi sao? Không phải. Vậy thì sao anh muốn giúp tôi? Tôi là nội ứng do Điền Gia Trại phái tới. Đúng rồi, tôi có lệnh bài do trại chủ đương nhiệm đưa. Cô xem. Giờ cô tin rồi chứ? Anh thực sự là nội ứng của Điền Gia Trại sao? Tốt quá rồi. Cảm ơn anh. Nếu anh có thể đưa tôi đến Điền Gia Trại, chắc chắn có hậu tạ. Đàm tiểu thư khách sáo. Đúng rồi, cô là thân thích của ai ở Điền Gia Trại? Tôi là thân thích của Điền Chính Minh của Điền Gia Trại. Quá ra là thân thích của Điền trại chủ. Thế này xem như tôi đã được gặp quý nhân rồi. Đàm tiểu thư, chúng ta đi thôi. Đi mau, đi. Bên đây. Đại ca, thế này anh nói xem có cứu không? Tào lao cái gì, đi trước dẫn đường. Anh Vũ, cô sinh viên đâu?
đừng hỏi nữa. Cô ta đã có người cứu rồi. Các anh em đều sẵn sàng rồi. Lúc nào chúng ta hành động? Nói với các anh em, đến cầu treo đợi tôi. Được. Đồ ngu, lên. Nào, sốt đầy vào. Tốt. Chủ này được đấy. Sốt tiếp. Sốt tiếp đi. Vị đương gia, hôm nay anh thật sự đích thân canh giữ ở đây à? Không thì sao? Ai bảo đại đương gia một mực đòi thành thân? Tôi không canh ở đây. Ông ấy có thể yên tâm lấy vợ sao? Có anh canh giữ ở đây, ông ta có là chim cũng không bay lên nổi. Anh xem sơn khẩu này, gió lớn như vậy. Nào, vị đương gia, anh uống thêm bát nữa đi. Mày nói năng kiểu gì vậy? Mày thực sự coi tao là thằng canh cửa sao? Mày thực sự coi tao là thằng trông chim sao? Không, anh đã hiểu lầm rồi. Anh ta không có ý vậy. Ý của anh ta là anh uy phong tám phương. Có anh ở đây, không ai dám cố ý đánh vào Long Đàm Sơn chúng ta. Cho giá khổ nhắc tới Long Đàm Sơn, ai không biết uy danh của vị đương gia. Đúng, tôi nghĩ như vậy đấy. Anh xem cái miệng dụng này của tôi. Lão Sơn chủ tuổi tác cũng đã cao, sau này Long Đàm Sơn sớm muộn cũng sẽ là của anh. Sớm muộn cũng là của anh. Biết ăn nói, khôn lên rồi. Hai chúng mày nghe đây cho tao. Hiện giờ tao chỉ là vị đương gia, nhưng sớm muộn ngao tưởng này sẽ trở thành đại đương gia. Hai chúng mày theo tao lăn lộn, tới khi đó tao thành đại đương gia tuyệt đối không bạc đãi hai chúng mày. Dừng dừng dừng. Uống rượu, uống rượu nào. Vị đương gia, kính vị đương gia. Tôi kính anh một bát. Thông minh. Rượu này ngon, sốt tiếp. Anh uống thêm bát nữa. Ai, đứng lại. Tôi lão thất, hết thuốc rồi đi xin thuốc. Sơn chủ có lệnh, bất kỳ ai cũng không được lại gần sơn động này. Đặc biệt là tam đương gia và thủ hạ của anh ta. Người nên bỏ súng xuống, nên là ông Nhĩ. Đây, anh Vũ, tôi đang mong tao một phát chết luôn. Không, tôi nhất định phải biết sai khiến phía sau là ai. Lâm Vũ, mày làm gì vậy? Tao đã thay mày báo thù giết cha rồi. Làm gì à? Đưa ông xuống núi. Long Đàm Sơn này cũng không phải do mày quyết định. Nếu đã có thể trói ông lên núi, đương nhiên đưa ông xuống được. Phong tử, trói lại. Dừng.
Đại ca, qua cầu Tiêu Nị là tới động bạch hổ của Long Đàm Sơn. Sao không có thủ vệ nào hết? Đúng vậy. Lão gì, cậu xem có phải có người muốn ra khỏi núi? Thế này, chúng nữa đợi bọn họ ra ngoài, trói lại hỏi tình hình trong núi. Được, rõ, nấp đi. Đội trưởng Trần, sơn chủ nghiêm lệnh, lúc canh phòng không được uống rượu. Hai tên khốn chúng mày không nghe, còn rút nhị đưa ra say. Tao thấy hai chúng mày chán sống rồi. Không không, đội trưởng Trần, sao chúng tôi dám tự ý uống rượu? Là nhị đưa ra tự mình uống, chúng tôi cũng hết cách, uống với anh ấy vài bát. Đúng đúng, hôm nay tâm trạng nhị đưa ra không vui, uống hơi nhiều. Mong đội trưởng Trần đừng nói với sơn chủ. Được rồi, nhị đương gia thích uống rượu, cả Long Đàm Sơn đều biết. Anh ta muốn uống, tao đoán hai chúng mày cũng không cản nổi. Nếu để sơn chủ biết, hai chúng mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Đúng đúng đúng. Mấy hôm nữa là ngày đại hỷ của sơn chủ, nếu xảy ra chuyện gì tao giết mày trước. Rồi tới mày. Còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không đưa nhị đưa ra về. Dân, đi. Đợi đã. Lại làm sao? Trong chừng ông ta. Bắt được rồi. Tình hình thế nào? Trong dữ liệu. Lúc nào chúng ta hành động? Không vội, nhắm chuẩn cơ hội rồi ra tay. Đội trưởng Trần, tôi muốn nói anh. Nói gì nói mau, tôi còn gì quan trọng, không có thời gian lì mời với mày đâu. Đội trưởng Trần, tôi muốn nói là tôi chưa thấy thủ lệnh của anh. Mày là cái thá gì cũng muốn xem thủ lệnh của tao? Đừng xem nữa, anh coi đội trưởng Trần cáo rồi kìa. Đội trưởng Trần, cái này phải xem. Không sao đội trưởng Trần, các anh đi đi. Chúng tôi không làm chậm trễ các anh làm việc nữa. Anh đi làm việc trước đi. Kỳ lạ, không phải anh ta nói đây là lệnh bài của Điền gia trại sao? Xin viên nữ chạy mất rồi, người đâu mau tới đây. Xin viên nữ chạy mất rồi, người đâu mau tới đây. Đội trưởng Trần, nhanh chạy mau. Đội trưởng Trần, đội trưởng Trần. Anh Vũ, Diên Bình, đi theo đám tầng hổ, nhanh. Đi, nhanh. Dậy lên, chút nữa sẽ đuổi kịp mất. Lão gia đã tới đây. Đi. Thu xuống lại, đừng làm lão gia bị thương. Dùng đau.
lùi về sau. Giết cho tao. Đi mau. Cha, chúng mày có súng lại bỏ đó, cầm đao làm gì? Còn không mau bắn cho tao. Anh làm gì vậy? Bắn chim sao?